Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vua Bếp của tụi mình nha các bạn. Tối nay anh em mình sẽ ăn cá chiên ăn cơm với bầu luộc hoặc mình chấm nước tương hay tiếp hay là chấm gì đây ta? Bầu luộc chấm nước tương ha, cho nó đúng ha. Thì em mình đang chuẩn bị chiên cá nè các bạn. Thì đây là cái mấy con cá nục. Cá nục này thì bọn mình đã mua về làm sạch rồi. Bây giờ chỉ để cho nó ráo nước rồi chiên thôi các bạn. Mình được tổng cộng là 8 con. Còn 2 con hết nào luôn hả? Mình còn làm nước tương nữa hả Tít? Sắp có dày quá không Tít? Dày được hả? Còn bầu luộc khoái chấm nước tương rồi ăn thấy nó ngon nhất rồi mình. Không mà hết thì nó ngọt thôi. Nước mắm ăn chắc chấm không ngon mà nước tương đâu ha. Cái này đúng chất ngon nhất là ăn với nước tương trứng vịt, trộn nước mắm trứng vịt ha. Nước mắm trứng vịt ha. À, làm đỏ trứng vịt lấy ra quậy nước mắm xong chấm. Đây cái được ăn cũng ngon lắm á. Bắt đầu thì mình thích ăn bò luộc với nước tương thôi. Rồi giờ mình đem chỗ bầu này đi hấp. Một bên chiên cá, một bên hấp bầu nè các bạn. Thì chiều nay bọn mình ăn cơm đơn giản và ăn cơm với cá chiên với bầu luộc chấm nước tương. Thì trong lúc mình chờ cá chín mình làm nước tương luôn ha. Những cá này cũng lâu chín lắm á, để chiên cho giòn chứ. Mấy cá này nhỏ chiên cũng mau chín mà ha. Cá này sao giống cá là tối vậy? Cùng loại cá nục. Giống cá khô gì vậy? Gọi đâu? Bao cá cứu hỏi. Cũng phú mà là cứu hỏi hả? Cũng phú. Xong chưa là nước mắm nè hả? Mắm có gì đâu, thì nước mắm dưới con hạng chỉ đó là... Dưới con hạng chỉ đó là nước mắm không có chanh nha. Ủa, tí là nước mắm luôn hả? Có, nước mắm ớ. Sao nó nói là cô nhúng nước mắm đi, bữa hỏi nhúng cánh gà vậy đó đúng không? Hay là nước mắm chấm. Hay là nước mắm chấm thì làm kiểu đó mình nghĩ không ngon đâu. Làm nước mắm chua ngọt được không? Cái nước mắm chua ngọt. Chấm nước mắm ngọt. Đúng rồi, hay bầu chấm. Vậy là mình không rưới lên cá nữa hả? Không. Khỏi rưới nha. Dạ. Còn bầu thì chưa cái đó đó. Vậy mày làm nước mắm hay mà? Có chanh không? Mày làm nước mắm chua ngọt rồi mẹ. Họ chan cơm ăn ngon. Rồi hết chanh luôn quá. Chanh tắt thì không có sao làm. Rồi được hai đây tắt. Trong cái chanh cũng bố gì. Lúc nãy mày cái nước mắm chua ngọt này mẹ làm cái tỷ lệ nó như sao nữa. Giấu bí quyết hả? Coi như là mẹ làm hai muỗng canh nước mà hai muỗng canh đường á, một muỗng nước cốt chanh á, rồi hai muỗng canh nước mắm á. Dạ, vậy sao mình rồi, cái mình tỷ lệ nó rồi vậy á. Hòm hòm vậy ha. Ừ. Thì đó. Đúng rồi, rõ ràng nó vậy. Rồi bây giờ cái quan trọng nhất là cái chén nước mắm của mẹ mình đây là các bạn. Thì xong rồi nè, bây giờ mình cho tỏi ớt lên trên mặt nó hả mẹ? Rồi, tỏi ớt lên trên cho nó nổi. Thì là con này xong đi rồi nó đường tan hết, nó bỏ tỏi ớt lên. Còn hai chén nước mắm này hơi ít đó mẹ. Ít không? Khả năng là ít á. Không, cá gì nó đủ mà. Không, ý là với cái nước mắm này là không đáp ứng được nhu cầu ăn cơm của nhà mình. Để thêm nữa. Để thêm đường, thêm nước mắm, thêm chanh tí. Cứ tỷ lệ vậy đi, mình muốn tăng thì tăng lượng lên. Tại vì đường với nước mắm là một một. Chứ con thấy là con chan nước mắm ăn cơm rồi đó. Còn ba nữa. Rồi
ớt con muốn nổi là con phải bỏ vô sau cùng. Cái này tỏi ớt này mình băm nó càng nhuyễn thì nó càng nổi không ạ? Đúng rồi, băm càng nhuyễn nó càng nổi đẹp. Mà phải bỏ vô sau cùng chứ nếu mà bỏ trước khi chế nước mắm là nó chìm nhuyễn luôn á. Được không? Đó. Rồi, hấp dẫn quá. Nước mắm xong. Bên này cá chiên cũng gần chín rồi nè các bạn. Bầu luộc. À bầu hấp chứ. Bầu hấp cũng sắp chín rồi đấy ha. Cá chín cho tiếp. Đây, cá chiên xong đây. Cá chiên này mình có bí quyết gì không chứ? Không, chả không dính được rồi. Đơn giản vậy đâu á. Chiên lưỡi nhỏ. À đúng rồi, chiên lưỡi nhỏ. Chiên có nó chín thì dặn cái phần lên cho nó giòn. Đó là bí quyết á. Cách của tí khách á hả? Con phải cho miếng xíu đường vô, miếng tương phải có tí xíu đường. Bào được luôn rồi ha. Cho tỏi ớt rồi ha. Tỏi ớt. Rồi, cá nữa hả? Cá thì ăn cá chở hết cá thôi chứ. Giờ xong nước tương hả mày? Nước tương xong rồi đó. Nước tương, nước mắm đầy đủ, đủ bộ luôn nè. Giờ mình sẽ coi bầu chín chưa. Bầu hấp. Nè, nhìn sẽ nôm luôn ha. Đẹp á. Đẹp dữ ta. À, rồi đó các bạn, như vậy thì tụi mình đã hoàn thành cái món cá chiên. Cá chiên này sẽ ăn với nước mắm nè. Còn bầu luộc sẽ chấm với nước tương. Thì mẹ đòi bầu luộc chấm nước tương. Thì mẹ đòi bầu luộc chấm mắm nêm mới chịu. Thì mấy cái món này nó đơn giản các bạn, nhưng mà lâu lâu mình ăn cơm thì nó rất là ngon á. Vậy nếu các bạn nào có thời gian thì mình hãy thử làm mấy cái món ăn đơn giản này nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của tụi mình. Nếu các bạn thích video clip này, các bạn hãy giúp tụi mình share video này cho mọi người cùng xem nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của tụi mình.